Giờ hôm nay là mình sẽ giới thiệu về cái cái dòng hoa dòng hoa mẫu đơn. Đây là cái dòng hoa mà ta còn gọi là hoa bung trang. Cái dòng hoa này là mình đang nó có rất là nhiều nhiều loài, nhiều kiểu và nhiều màu mọi mà người nhá. Và đây là cái dòng hoa mà à, mình đang trồng ở cái dạng một thân. Thì để có cái dòng hoa một thân này thì cái quy trình mà kiến thiết cơ bản nó cũng rất cần mọi người ạ. Từ khi bắt đầu ướm cái giống thì tất cả các cái thân nó lên thì các thân phụ ta phải bỏ hết để lấy một thân chính thì cái dòng hoa này nó có quá trình lên thì bên cạnh thân của nó nó có rất nhiều cái mầm mầm như thế này và khi mọi người trồng là mọi người phải cắt bớt nó đi và nó mọc ở dưới thân như thế này mọi người cũng phải cắt tỉa nó hết đây để giới thiệu với mọi người ví dụ cái thân của nó đây thì dưới nó có rất nhiều cái canh 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 phụ thì để mình tập trung toàn bộ dinh dưỡng để nó nuôi cái thân này nuôi cái thân và nuôi toàn bộ cái khóm trên này thì mình phải thường xuyên à, cắt tỉa các cái canh thân canh mọc từ dưới gốc và đối với cái dòng hoa bông tráng này á, thì việc kiến thiết cơ bản của nó ở trên cái này cũng tương tự như các cái dòng hóa khác thì giữa cái canh ra và canh gần này mình mà cắt tỉa ở vị trí này thì nó sẽ đẻ nhánh cũng như là trong một cái thân như này nhưng mà nó ở trong thân Một canh của nó mà nó nó, nó nhỏ thì mọi người cũng có thể cắt tỉa nó luôn để nó đẻ ra được rất nhiều canh với một canh như này đẻ ra một khó bên này sẽ trở thành những bông hoa rất đẹp đây mình sẽ giới thiệu mọi người đây là tại sao chúng ta phải làm cỏ uh, cho nó đây là những cái thân cây con nó sẽ ra rất nhiều thì đấy là từ ban đầu khi mình ghép lên trên cây mè á thì việc cái nhu câu các cái cây dài mà nó, nó 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 phát triển để nó tìm cái dinh dưỡng và nó nó phát triển thì nó sẽ rất là nhiều thì việc mình làm cỏ thế này để đảm bảo đấy là cái, cái dòng hoa mà được uh, uh, trồng và canh tác và xây dựng cái, cái nền tảng của nó theo cái ý tưởng là nhất tù kinh thiên tức là một thân đỡ cả trời và phía trên nó là cả một cái khóm hoa rất là đẹp đây là khóm hoa màu văng Văng cát đây đây là các cái khóm hoa màu đỏ nhung này ngoài ra cái dòng này mà nếu như các cái dòng hoa mà lái được với cái dòng bông trăng rừng thì nó còn đỏ màu huyết dòng huyết rồng rất là đẹp mọi người nhá đấy thì trong quá trình làm thì các cái dòng hoa này thì mình mà cắt tỉa được nếu hết cái tra hoa này ta lại cái cắt tỉa chân giống như cái cách thức mà 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 chúng ta đánh canh tạo tán thì nó lại càng được nhiều cái cái cái, cái, thì bông hoa nó đẹp và cành nó càng khỏe cành nó càng khỏe thì bông hoa nó càng to và càng đẹp đó là quý định chăm sóc những cái dòng hoa thân một này và cái dòng hoa một thân này thì nó rất là đắt giá mọi người nha rất là quý và nhắc lại đây là cái thể hoa là nhất tù kinh thiên tức là một thân chống trời à đấy, rất là đẹp Mình xin giới thiệu mọi người còn cây nghịch trong đi có nhiều nó đẹp thật chu trong ngọc này đấy là những thân đấy này là mình mới đánh đây một cái giờ canh da em có thể canh canh này gọi là canh 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 da và canh nó không cái hẳn ra cái bắt đầu hẳn muốn chuyển da thì đấy gọi là canh gân em sẽ đánh nó đi ừ em sẽ đánh với canh tắm em sẽ đánh nó đi như thế này thì nó sẽ làm gì nó sẽ đẻ nhảy như thế này thì nó sẽ sai hoa hơn em hiểu chưa canh này em mới để thế này nó vẫn ra hoa nhưng mà nó chỉ được có một chung thôi ví dụ loài này là em phải bỏ đi đây, làm cỏ nó đi đây đấy ví dụ canh này như đang để hóa thế này là anh không tiền cắt nhưng khi nó bắt đầu lên như thế này em là phải đánh đây rồi này đấy khi nó sẽ đẻ một nhánh này à nó sẽ đẻ ra hai đến ba nhánh nữa số xanh một bùi hoa rất là bùi rất sai hoa rất đẹp em thấy đây tại sao nó có những bùi hoa này rất nhiều nhánh thôi Nó nhiêu nhiều nhánh rất là đẹp đó những bùi hoa rất là tuyệt vời mà nghe thấy đấy là những cái bông hoa trong hoa mà mình đều trong và kiện thiệt theo kiểu một thân hết đó Nó là đẹp nên nếu không có cái quy trình Trông chăm sóc và và bảo và và và, và kiển thiệt cơ bản cho nó thì sẽ không có những cái hoa thân một thế này và khi này vào, vào chầu thì rất là đẹp giá trên thị trường rất là cao mọi người nhá Một cái chầu hoa này này có thể lên đến cả tiền tiêu đấy chứ không phải là 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 rẻ đâu đó giới thiệu với mọi người nhất tủ kinh thiên ừ. đấy nhất tủ kinh thiên đấy một, tủ thiên. một thân trọng chơi đó ừ.